Xin chào bạn. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách in từ điện thoại sang máy in Canon hàng chính. Thể thao của khá là nhiều bạn yêu cầu nhắn tin cho mình ha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn cho các bạn in từ điện thoại sang máy in Canon hàng chính. Máy in Canon hàng chính thì nó không có hỗ trợ in qua cái cổng wifi hay là cổng mạng, nên nó sẽ không có in từ những cái app qua wifi nha các bạn, mà nó sẽ in qua cổng OTG. Cái này là một đầu là Type-C nha các bạn, một đầu là USB. Các bạn có thể mua những cái đầu cổng Lightning hay là cổng Micro USB nha các bạn. Trong video này mình sẽ sử dụng cổng Type-C. Nè, bây giờ mời các bạn cùng theo dõi video. Và bây giờ trên chiếc điện thoại Samsung của mình sử dụng hệ thống Android nha các bạn. Các bạn sẽ kết nối cáp OTG. OTG mà cái này là một đầu là USB, đầu còn lại là Type-C nha các bạn. Thì các bạn sẽ cắm ở phía dưới này ha, cổng Type-C đây ha, các bạn cắm vào. Sau khi cắm vào xong, các bạn sẽ cắm luôn cái cáp in USB vô cái đầu này luôn nha các bạn. Đây, cáp in USB một đầu cắm lên trên máy in, đầu còn lại các bạn thay vì cắm vô máy tính thì bây giờ chúng ta sẽ cắm vô cái đầu cáp OTG này, cái đầu cáp chuyển đổi này ha, các bạn cắm vào. Bước tiếp theo là các bạn sẽ vào CH Play. Thì các bạn sẽ gõ cái từ khóa là Green Green OTG USB nha các bạn. Thì ở trong đây nó có rất là nhiều cái app. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn cái app Noco Brain. Các bạn thấy ha, nó khoảng 5 triệu lượt tải xuống á. Cái này là của Android nha các bạn. Trong này nó có cái Green Share Mobile Green á, thì cái app này phải tốn phí nha các bạn. Thôi mình sẽ dùng miễn phí đi ha. Rồi, các bạn trên đây, các bạn chọn vào. Sau đó bạn click vào cài đặt. Rồi các bạn sẽ chờ trong giây lát ha. Rồi, sau khi cài đặt, các bạn thấy vừa cài đặt xong thì cái NocoPrint này nè, nó tự động nó detect ra luôn nữa các bạn. Các bạn thấy ha. Nó tự động nó nhìn thấy luôn rồi. Rồi các bạn sẽ chọn là ok đây luôn cũng được ha. Luôn mở NocoPrint khi kết nối Canon cáp USB device, hoặc là bạn có thể mở vô đây luôn ha. Đây, mình mở cái app lên đây. Khi các bạn mở app lên thì ở phía dưới màn hình điện thoại của các bạn thấy là cái biểu tượng green ha, máy in not selected, thì các bạn chọn vào thì lúc này là nó sẽ tự động nó detect ra cái máy in nha các bạn ha, nó tự động detect ra. Thì các bạn lưu ý ha, ở đây có mấy cái chế độ kết nối đây, Wi-Fi, Bluetooth và đây các bạn chọn bên góc phải ha, bên góc phải, rồi các bạn tích chọn vô đây. Luôn mở NocoPrint khi kết nối Canon cáp USB device, sau đó các bạn bấm OK. Rồi đây góc phải phía trên màn hình thì ta có nhận cái Canon LV29 rồi nha các bạn. Rồi các bạn chọn vào cái máy in ha. Rồi đây, Green has been installed successfully là ok rồi. Rồi, mở lên, mình đóng lại đi ha. Thì ở trong đây nó có là photo anime, đó là hình ảnh, document tài liệu nha các bạn. Bây giờ mình mở document lên đi ha. Thì ở trong này mình có cái file PDF với file Word đây, giờ mình mở lên luôn. Rồi, continue. Các bạn chờ trong giây lát ha, cái file load lên. Rồi đây, hai trang. Rồi đây các bạn có thay đổi gì thì các bạn chọn thẳng vô luôn ha. Cái máy in nè, A4 nè, số lượng bản in nè, copy nè, bay nè ha, multi-bay gì đó. Nói chung là các bạn chỉnh trong đây hết. Multi-bay simply in một trang. Double size printing này, one size only nha. Nói chung là cái này máy in một mặt nên là nó không có hiện ra cái phần chỉnh hai mặt nha các bạn. Rồi sau khi các bạn tùy chỉnh xong hết, các bạn sẽ chọn vào chữ print ra thì máy sẽ in ra. Các bạn nghe thấy tiếng máy in chạy ha.
hai trang nha các bạn. Cách thức in trên file Word, Excel, PDF cũng tương tự nhau nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và đừng quên bấm đăng ký kênh ở góc phải phía dưới màn hình để luôn luôn được nhận những video chia sẻ mới nhất nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.